Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà khu vực quận Hai Bà Trưng, ô tô đỗ cửa thì đây là tiếp tục là một lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 32m2 với mặt tiền gần 4m, được xây dựng 4 tầng, giá đang được chào bán chỉ có 4,99 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội ô tô đỗ cửa nằm tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 32m2, được xây dựng 4 tầng với hướng chính bắc anh chị nhé. Mặt tiền rất là hiện đại. Đường trước nhà đây. Đấy, cách đường ô tô tránh nhau thì chỉ khoảng độ 20m thôi anh chị nhé. Căn nhà của chúng ta thì có hướng chính bắc. Rồi hãy cùng em Phương lát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này. Đây là một căn nhà đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên là hiện tại thì đã được sửa mới hầu như 100%. Tầng 1 của chúng ta sẽ thiết kế là phòng khách, phòng bếp, để xe. Phía trước mặt anh chị đây chính là một khu nhà vệ sinh. Rất là vướng, hơi bí. Đấy, về quý anh chị nào có thể sửa lại chuyển nhà vệ sinh đấy ra thì nhà của chúng ta sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Đây, phía sau chúng ta vẫn còn mở được cửa sổ nữa này. Đấy, rất là rộng. Đây, tường ngày xưa thì ở đây xây tường 20, rất là chắc chắn luôn. Đấy. Theo anh chị thì có nên cái bỏ nhà vệ sinh này đi hay không? Hay là để như này để cho tiện sử dụng? Theo em thì bỏ nhà vệ sinh đây và có thể làm một vệ sinh nhỏ sang phía gầm cầu thang này thì sẽ tuyệt vời hơn. Còn những anh chị nào theo anh chị, nếu anh chị có những cái phương án mà hay hơn thì có thể comment xuống phần bình luận và hoặc là gửi trực tiếp cho em Phương để anh em cùng tham khảo làm sao mà xây dựng lên một căn nhà hợp lý nhất. Đấy. Đây là một căn nhà sửa. Đấy. Sửa mới. Giữ lại cốt tường. Đấy. Còn lại là làm mới hết. Đấy. Nhà này rất thoáng. Thực ra như căn nhà này mà làm mỗi tầng một phòng thì tuyệt vời luôn, không có một điểm gì có thể trừ được. Thứ nhất là ngõ rộng, ô tô vào đến nơi luôn. Mặt tiền 3,5m, 3,6m, quá hợp lý. Còn nếu mà theo form như thế này thì sẽ phù hợp với những anh chị nào mà cần nhà nhiều phòng. Tuy nhiên thì leo hơi dốc. Với mức giá đang được chào bán chỉ 5 tỷ trong căn nhà như này, vị trí như này thì ok rồi, quá ok, tầm 5 tỷ. Còn về phần thiết kế nhà thì nó sẽ phù hợp với lại nhu cầu của mỗi gia đình khác nhau. Đấy, khu vực ban công sân. Đấy, trang trí chỗ này khá là tốn kém luôn. Đây là trên này còn khu vực phòng thờ nữa. Đấy. Phòng thờ, sân phơi. Theo anh chị thì với mức giá 5 tỷ để sở hữu một căn nhà này thì đã hợp lý, đã tương xứng với vị trí và thiết kế của căn nhà này chưa? Hãy để lại ý kiến của anh chị trong với phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.